Ở đây ấn ok đó, quên mất. Đấy, mở máy lên đấy nghe chưa, tôi tắt máy nha. Ok. Rồi, hôm nay mà Tuấn sẽ lên cho bác một sản phẩm đến từ nước Pháp, một con hàng nguyên hộp handmade, nguyên hộp luôn ạ, nguyên hộp phụ kiện đầy đủ tất cả, không thiếu một cái gì. Đến nỗi mà nó cung cấp bên nhà handmade, người ta cung cấp cho cả cái khay cắm sim của handmade, dập logo handmade luôn đấy. Mời bác uống nước nha, uống rồi mời. Để đây là quay cho bác này, hôm nay mà sẽ quay con hàn mác này cho bác, một cái logo này. Con này phải tháo hộp phải từ từ bác ạ, không không tháo nhanh được, nó phải thật cân đấy, nó thật cân thì nó mới tự ra, chứ cầm lệch hộp là không được. Nó thật cân hộp thì nó ra đều luôn này, thì nó còn nguyên mà đấy. Đây là một cái bao da cũng có dập logo của hàn mác luôn nhé, bao da logo hàn mác luôn. Còn đây, đây là con hàn mác dập logo. Bình thường em đang quay camera trước thì nó sẽ không rõ cho bác đấy. Những dòng điện thoại này thì báo cáo bác là rất ít có trên thị trường. Bác nào mua để dùng chơi hàng độc, dùng sưu tầm và hàng độc thì đến với em, nó cũng không rẻ tiền đâu bác, nó khá nhiều tiền đấy. Đối với hàn mác hàng của Pháp này khá nhiều tiền luôn đấy. Em mà Tuấn sẽ quay camera xuống để em mà Tuấn cùi hàng cho bác luôn, nó tiện, nó hợp lý hơn. Đây ạ. Em cho nó cao cao lên chút thì nó cùi hàng xuống cho bác nhìn, nó tiện này, nó sẽ hợp lý hơn. Rồi chưa? Đây, em mà sẽ quay cái mặt về trước này, để bấm, bác mở, bác bấm nút này nhá, bấm cái nút này này, ấn cái nút này thì bác mở nắp lên. Đấy, mà nắp lên. Với cái con điện thoại handmade này thì đây là quyển sách hướng dẫn, đây là sách hướng dẫn của hãng, sách hướng dẫn của handmade của hãng luôn, một sách hướng dẫn. Tiếp đến là một cái khay đựng chiếc điện thoại handmade, con này còn nguyên logo và tem, nguyên logo và siêu dán màn hình, siêu và tem mác còn nguyên luôn, nguyên siêu mác luôn. Tiếp đến nữa là một quyển sách hướng dẫn nữa cũng của Hanmac, logo Hanmac luôn, Hanmac luôn ạ. Ở dưới này là quyển này hầu như là chưa mở bao giờ, cũng logo Hanmac. Để mở ra nhá, đó xem nó là cái gì, nó cong cong đấy. Tiếp tục một sách hay là một cái gì thì nó rất là nhiều. Đây như kiểu là tổng hợp tất cả các thứ tiếng trên thế giới, sách hướng dẫn tổng hợp các thứ tiếng. Một cái đúc của cho bác đây đấy, được chưa, nguyên hộp luôn ạ, mới nguyên siêu luôn. Chứ cái này hình như chưa mở bao giờ, cứ để ra. Tiếp đến nữa là một tai nghe của Hanmac luôn ạ, tất cả tai nghe này đều dập logo Hanmac quá nhé, tai nghe Hanmac xịn luôn, theo hãng luôn. Và đây, tiếp đến nữa này là một củ sạc của Hanmac, một củ sạc của Hanmac, nhìn chưa, mặt này còn cũng chưa lột siêu luôn, chưa bóc siêu luôn, mặt này cũng chưa bóc siêu luôn, Hanmac của hãng luôn, con sạc của hãng Pháp luôn đấy. Con này sạc đến 45 A mắc cơ, mà điện từ 100V đến 240V, thoải mái nha, các bác cắm các loại điện luôn. Ngoài ra đây, họ cẩn thận đến như thế này cơ mà, họ cẩn thận đến nó mà đến đến một cái khay chọc, cái chọc khay sim cũng gập logo của Hanmac nốt. Hanmac nốt đấy. Vừa rồi thì em Tuấn đã giới thiệu cho bác về trong một cái hộp khi khui hàng ra thì của Hanmac nó có những cái gì, còn sau đây thì em Tuấn sẽ quay ngược trở lại để giới thiệu cho bác chi tiết về cái máy nhé.
giới thiệu chi tiết về em máy Hanmac này. Đấy. Để giới thiệu chi tiết về em máy này thì em Tuấn xin phép sẽ quay lại cái camera ngược đằng trước và đằng sau. Đấy. Em sẽ quay camera về phía sau đấy. Thì để các bác xem nó sẽ nét hơn, nó sẽ rõ hơn. Được chưa? Trời, nó hơi to các bạn. Đây em Tuấn vừa giới thiệu con Hanmac cho bác đấy. Em để camera trước để cho bác xác định là con Hanmac này tại em Tuấn, không có phải nhiều bác lại nghĩ là ô ông Tuấn ông lấy ảnh ở đâu hoặc video ông lồng mất việc lắm. Được chưa? Đây em vừa bóc cho bác cái khui cái vỏ ra đây rồi. Thì con Hanmac này thì nói luôn là nó quá đẹp luôn, đẹp xuất sắc. Tóm lại nó gọi là hàng mới nguyên hộp luôn, nói gì là đẹp. Em nói luôn với các bác là nó là hàng mới nguyên hộp, được chưa? Lúc nãy em quay camera đằng sau các bác chưa nhìn rõ đây, em quay camera trước các bác nhìn. Con này đến từ Pháp nhé. Các bác vừa mua chơi vừa sưu tầm, có phê luôn. Chơi vừa sưu tầm. Trời hơi mưa. Sưu tầm đó. Đấy. Các nhìn đây. Em mở các bác nhé. Ruột gan thì các bác biết hết rồi. Còn sau đây thì em Tuấn sẽ nhấc cái máy này ra. Nhấc cái máy này ra để cho các bác này. Em ngồi ngoài sân vườn nên là hơi là bầm. Con máy này còn nguyên siêu. Em xin phép được nhấc cái siêu này ra để vuốt cho các bác nó tiện nhé. Trong đó góp lại sau này. Còn nguyên siêu hết của nó này. Đấy, để đây này. Để tạm cái tí. Để vuốt cái này cho bác nhìn cho nó chi tiết hơn. Bây giờ bác nhìn cái chi tiết đẹp của nó này. Một con máy này bao hiếm luôn đấy ạ. Bao hàng hiếm cho bác luôn. Bao hàng hiếm có cho bác luôn. Hanmac. Và đặc biệt là cái CMC cái logo phía sau nó này làm rất là đẹp luôn, kỹ này. Con này vỏ da cá sấu bác nhé. Da cá sấu là da gì đây nhỉ? Da này là da gì bác? À, cảm biến vân tay đặt ở phía sau đây. Cầm con này trên tay báo cáo bác nó mới đẳng cấp nha. Con này cầm trên tay nó mới là đẳng cấp này. Đẳng cấp. Một hãng thương hiệu máy đến từ đất nước Pháp. Giờ bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn. Đây. Đây em quay lại cái máy này để tìm cho nó trông ấy. Nó tránh nhá. Nó tránh chói. Nhìn chưa? Mặt của nó mà mặt gương. Rồi để em quay xuống tí nữa cho đỡ chói bác nhé. Đây em quay xuống này cho đỡ chói. Nhìn chưa? Máy mới nguyên hộp luôn. Máy mới nguyên hộp. Đã chơi nó phải ra chơi các bạn. Chơi nó phải thế này. Đây. Con nhìn giao diện nó phê. Con này hệ điều hành Android luôn. Con này mà các bác chê nó chỉ chịu. Chẳng có con nào chê. Riêng con này thì báo cáo chấm hết. Chấm hết luôn. Camera siêu nét luôn ạ. Hai bác nhìn chưa? Nhìn thấy bạn gái bên này siêu nét chưa? Đây ạ. Camera con này nét. Camera đẹp lắm bác ạ. Đây này, em chụp camera cho bác nhìn nhá. Em chụp camera đã, em bắt đầu em chút em chụp camera đã. Em chụp camera em quay lại cho bác. Ôi dồi, chưa biết sử dụng. Con này, đây này, chưa biết thoát ra đây. Dùng như máy kia về, đây. Đây ạ, bác nhìn xem. Nó nét chưa? Độ nét của ảnh chưa? Đây cái ảnh em vừa chụp đấy. Nhá. Độ nét và độ chân thật. Không thể chê được dòng máy của Pháp đâu bác ạ. Nó rất là chân thật luôn. Ảnh bọn này mới là đỉnh này. Ảnh này không nói này, chân thật chưa? Nó nhìn phê chưa? Đấy, ảnh đấy. Nước ảnh quá chân thật luôn. À, em cho quay ra để cho camera trước các bác xem. Đây camera trước đây. Nhìn camera trước đẹp chưa? Em Tuấn các bác đây. Nào, màu quá đẹp luôn nhá. Dòng này thì không thể chê được rồi. Đặc biệt là cái giao diện này. Độc đáo.
nổi trội đặc biệt của nhà Hanmac, đến từ đất nước Pháp. Pháp đấy, con này của Pháp đấy. Đó, cài đặt này, em đẩy lên cho bác nhìn này. Đấy. Ok chưa? Quá đẹp luôn, quá xứng đáng các bác. Giống như con máy này báo cáo bác cầm một khi cả tỉnh có một con, cả tỉnh cả huyện mới có một con máy này các bác. À, vừa siêu tầm và vừa chơi độc đáo, vừa siêu tầm vừa độc đáo luôn. Một con máy nguyên hộp các nhá, nguyên hộp nguyên phụ kiện luôn, nguyên hộp nguyên phụ kiện hết. Ở phía trên này bác nhìn này, ở đây là mạ vàng nhá bác nhá, mạ vàng đồng này. Ở phía trên này một đường rắc cắm tai nghe, cắm tai nghe bo theo sườn bác nhìn này. Máy nó bo phê chưa. Đây là nút nguồn vàng này. Ở dưới đáy này, lắp sạc này. Bên sườn này volume to nhỏ, tất cả đều được mạ vàng hết. Mưa hơi to bác ạ, hắt quá. Đấy. Em xin phép nhá. Rồi nó mưa quá em chưa quay được cho bác chân sim của này nhé. Nhưng mà dòng máy thế này thì hỗ trợ hai sim đó bác. Còn Hanmac này của Pháp này. Của Pháp bác nhìn chưa? Đấy. Con này của Pháp. Và sau đây mở chân sim cho bác này. Mở chân sim cho bác xem là mấy sim nhá. Này. Con này hai sim á. Các bác có thể để hai nhân sim nhá, một nhân sim loại nhỏ nhất và một nhân sim loại nhớ. Người chưa? Đấy, bác nào có nhu cầu liên hệ nhé. Con máy này nguyên phụ kiện luôn, nguyên hộp luôn. Nguyên phụ kiện, nguyên hộp.